Thế bây giờ hôm nay chúng ta sẽ thêm một cái khái niệm mới nữa, đó là giới hạn vô cực và hạn số. Thế thì trước tiên chúng ta sẽ một số những khái niệm của hạn số, những khái niệm của giới hạn vô cực và hạn số như thế nào. Và sau đó thì tôi sẽ trình bày cho các bạn một số những cái giới hạn đặc biệt mà chúng ta cần lưu ý. Trước đây chúng ta tìm hiểu xem khái niệm giới hạn vô cực và hạn số là gì. Và giống như là bài học trước, theo chúng ta xem tích là một cái khoảng mở chứa cái gì là tích zero. Cái hàm số f là hàm số xác định trên y, hoặc là f không xác định zero cũng được, và xác định trên y có tích zero cũng được. Thế bây giờ thì ta gọi cái hàm số f có giới hạn là, trong bài học trước thì chúng ta xét những giới hạn của hàm số là một số cụ thể nào đó. Thế nhưng hôm nay thì thầy giới thiệu cho các em giới hạn vô cực và hạn số, tức là hạn số f có giới hạn là cộng cực cả hạn số khi x tương tự zero. Thế thì trong cái khái niệm này thì ta được nghĩ như sau. Ở bài học trước thì chúng ta sử dụng cái khái niệm epsilon f. Thế bây giờ ở đây thì chúng ta thử tìm hiểu hai cái epsilon mà phải chịu càng lớn, nghĩa là với bọn càng lớn, lớn hơn thì tồn tại một cái số đang là dưới, sao cho tích của chúng ta cùng với tổ hợp xác định tính đó. Và trị tuyệt đối của tích trừ zero nhỏ hơn delta và dưới, nhỏ hơn delta nghĩa là tích của nó thuộc vào cái lần cộng của tích zero, và dưới nghĩa là tích khác zero. Thì với cái giả thiết này mà nếu mà chúng ta kéo theo được chứng minh được rằng
thì cái điều đặc biệt lớn hơn ta này chúng ta tương đương với nó. Giải thích cho là thực tế chúng ta là một chiến dịch hành quân để đại dương, vậy một chuyện một sự lớn hơn này và không quan trọng là ta cần có trình tự mới của mình nhỏ hơn bên này. Do vậy mà một cách tự nhiên chúng ta sẽ trở về đường đáp này để ổn định một chuyện ta nhận lại được. Chúng ta quan sát bên trái là dương, dương bên phải của dương thì cả hai dương. Như vậy khi đó ta nhận lại lên thì mất cảm xúc của chúng ta sẽ được chiều càng lớn và càng nhỏ hơn. Nên là một sự liên quân nhận đạo lên ta được phải sống hơn, sống lớn hơn. Thank you.
sẽ theo dõi một số những mục này sau đây. Vấn đề thứ nhất, nếu như hàm số f của chúng ta tiến về không khi x tiến về thị trường xin lỗi x tiến của chúng ta có thể không hạn và không có thể không hạn, tức là x tiến của hàm số mà x tiến của chúng ta có thể không hạn. Thế từ đây ta sẽ thấy được vậy thì một chia cho thị trường số vậy thì bây giờ phải là tiếp tục thay đổi một cách
thành thánh, thêm một chữ x thứ ba, thành x lý thứ ba chữ một. Vậy thì khi x tiến đến một cộng thì x lý thứ ba chữ một là số gì? Và tìm được không? Một do đó mà một chia cho x lý thứ ba chữ một sẽ tìm đến tập một. Và như vậy thì chúng ta thấy tính số được chúng ta trừ không được. Thank you.
dương dân cho chân quân thượng tàn nhiệt ta đầy mạnh và quốc lã là thứ nhận nếu đã lưu dương thì số dương dân cho chân quân thượng tàn nhiệt là chân quân thượng. Và với cái quan điểm của các bạn năm này thì chúng ta thấy rằng chúng ta vẫn có thể vượt qua hai mặt trận và không phải là giảm không thể thực sự chỉ là một tình trạng hoàn toàn mà chúng ta sẽ tìm hàng phú sơn và âm dương và là tùy thật xét cho chúng ta có thể tự có thể tự có thể tự kết luận được thì sẽ là các bạn sẽ làm được nhé. Thế bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục và sẽ tiếp tục mạnh đề số số 6. Chúng ta thấy cho hàng số F chúng ta tiến về tổng hoặc từ khi tích tiến về xếp thì khi đó chúng ta có được đoạn sau đây một chiếc F tích không phải là giải của nó mà nó sẽ tiến về không khi tích tiến về xếp và để cho dễ của các câu sơ đồ như sau bằng một chia cho cộng hoặc từ nếu mà F tích của chúng ta mà tiến về cộng cùng cực thì vấn đề khi tích tiến về zero thì vấn đề đặt ra của chúng ta là vậy thì giới tích của chúng ta đã tiến về đâu khi tích tiến về zero. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng giới tích của chúng ta nó lớn hơn F tích mà F tích của chúng ta thì nó tiến vào cộng cùng cực khi tích tiến về zero thì đương nhiên giới tích của chúng ta tiến về cộng cùng cực khi tích tiến về zero. Ra nếu như F tích của chúng ta tiến về chân vô cực thì giới tích này chúng ta tiến về đâu khi tích tiến về zero và rõ ràng giới tích mà lớn hơn một số trừ vô cực thì giới tích này không có kết luận được gì thì giới tích này là tiến về zero. Một cách tương tự như vậy nếu như giới tích tiến về chân vô cực khi tích tiến về zero thì F tích còn nhỏ hơn cả giới tích nữa thì đương nhiên F tích của chúng ta cũng tiến về chân vô cực. Vậy thì giới